chào các bạn, mình là Hoài đây. Hôm nay chúng ta rất vui được gặp lại trong video mới này. Và video này mình sẽ chia sẻ với các bạn intro điệu van ở Tông La Thứ. Với intro này thì sau khi tập xong các bạn có thể chơi được trên organ hoặc trên piano. Rồi bây giờ mình sẽ đánh mẫu intro này. Bây giờ chúng ta sẽ tập intro này. Chúng ta chia intro này ra làm 4 câu. Câu thứ nhất chúng ta sẽ đánh như sau. Mình sẽ chọn tiếng piano. Đó. Trong câu này chỉ có hai hợp âm La Thứ và hợp âm Re Thứ. Hợp âm La Thứ các bạn bắt đầu từ nốt Mi. Nhịp mạnh luôn, đầu tăng luôn, không phải nhịp ly đà nhé. Được chưa? Làm lại nè, tay phải nè. Làm kết hợp hai tay. Rồi câu thứ hai. Câu thứ hai cũng đầu tăng bắt đầu từ hợp âm Mi 7. Nếu các bạn đánh piano thì các bạn bỏ nốt Mi, nốt Si và nốt Re cho mình. Đây là hợp âm Mi 7. Quay về hợp âm La lại. Trong câu thứ hai này có hai hợp âm. Hợp âm Mi 7 trở về hợp âm La Thứ. Làm lại câu thứ hai. Bây giờ chúng ta nối câu thứ nhất và câu thứ hai lại. Rồi, hai câu rồi, còn lại hai câu. Chúng ta tập câu thứ ba. Cũng đầu tăng các bạn bỏ hợp âm La Thứ. Trong câu này ba hợp âm La bao gồm hai La Thứ, một La 7 và chuyển qua Re Thứ. La đấy. Si La, các bạn chuyển qua hợp âm La 7 cho mình nhé. Đấy, La 7 để bắt cầu về hợp âm Re Thứ. Làm lại. Son pha là hợp âm Re Thứ. Rồi chúng ta nối lại, móc xích lại từ đầu tới đây. Câu cuối cùng. Mi, Re, Đô, Si là hợp âm Mi 7. Nguyên đầu tăng hợp âm Mi 7 luôn. Mi, Re, Đô, Si, Đô, Re, Mi, Đô, La. Là về La Thứ. Mi, Re, Đô, Si, Đô, Re, Mi, Đô, La. Như vậy là xong intro. Chúng ta đánh lại từ đầu bằng piano. Sau đó chúng ta đánh lại bằng tiết tấu. Oh la 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 la, rep
Rồi, đó là mình dạo bảng piano. Bây giờ chúng ta mở tiết tấu lên, chúng ta đánh tempo đây. Đó, tempo 124 đó các bạn. Mình chọn tiếng ni lông nhá. Ngoài tiếng ni lông ra, các bạn có thể thay bằng tiếng dây hoặc là tiếng sáo tây. Cái màu bài này là cái màu nhạc sang, điệu van tông thứ như nhạc sang. Tuy nhiên các bạn có thể áp dụng cho được những cái bài quê hương nhưng mà nó không đậm chất dân ca quá. Do vậy khi các bạn dạo intro bài này, tùy theo ca khúc, tùy theo bài, tùy theo dòng nhạc để các bạn chọn tiếng cho nó phù hợp nhé. Bây giờ mình chọn cái tiếng sáo dân tộc, các bạn nghe thử có được không nhé. Luôn. Và với intro này, như mình đã nói lúc đầu, các bạn có thể chơi với organ hoặc có thể đệm piano, chơi piano với những bài tông thứ có nhịp 3-4 hoặc nhịp 3-8 đều được. Và phần hướng dẫn của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.